Xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Ngày hôm qua thì đông vui, còn hôm nay nhà mình còn có ba mẹ con với lại là hai đứa nhỏ thôi. Rồi, xin chào cả nhà. Để nhiều đây. Rồi, để đợi cá đây. Con trứng nó có trứng, này cá bóng đủ thứ kìa. Cái nước mắm này vô đây cho thấm cá một chút là thôi. Vô ướp vô. Nãy con mới ra vườn hái được hai trái dưa leo mập ú. Trồng dây á, 6 quát mà được 2 trái vậy. Định ăn mực xào cà chua mà thấy dưa leo ngon quá nên đổi thành mực xào dưa leo đi. Xào dưa leo cho ngon. Bữa nay có cá lóc đồng nấu canh chua. Hồi sáng con mua được dưa leo mực đây. Vậy mưa đâu bán được, chắc nghỉ từ hồi sáng rồi mẹ ha. Cái này chơi làm sao mà hai chơi ấy? Chỉ mà hai chơi đi. Chỉ mà hai chơi làm sao? M2 không biết chơi này. M2 không biết chơi. Con chỉ M2 đi, chỉ M2 đi. Ừ, sao? Ngồi sao? Là sao? Con mở lên coi, M2 coi coi. Làm M2 đưa ra một con trước phải không? Vậy là sao? Là sao? Không hiểu. Rồi sao nữa? À, cái tay này á hả? Đâu đâu để M2 mượn coi. À, cái kéo. Đúng rồi. Không hiểu là sao? Là sao không hiểu? Này là thì con này là sao? Con khác hả? Ừ, con khác rồi. Con này đi. À, úp lại dây á hả? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? 1, 2, 3. Là sao? Rồi sao nữa? Ai thắng? Ai thắng? Ủa sao con thắng? Ừ, M2 mượn ơi. Sao con thắng? Đưa M2 mượn ơi. M2 mượn lại coi. Ừ. Sao cái này lại là con thắng? M2 chưa hiểu quá nha. À, cái này là chơi kéo búa bao đấy hả? À, rồi M2 hiểu rồi. Rồi, tiếp. Rồi M2 hiểu rồi. Tưởng gì? M2 chơi. Rồi. Chơi đi con. 1, 2, 3. Ý, con thắng rồi, tính chơi hay quá. Tưởng gì cái kéo búa bao. Rồi, chơi đi con. Tính nhiều vậy bài dữ ta. 1, 2, 3. Y què nhau rồi. Hai cái búa què nhau. Một, hai, ba. Từ hồi ra đây tới giờ là Chi phụ ngoại làm đủ thứ hết trơn. Giỏi lắm á. Mà thường có hai nói thì cũng không có nói chuyện rôm rã gì nhiều hết. Tại nói nó không nghe. nên cũng không có tương tác gì nhiều. Nguyên ngày hôm nay là chắc dày luôn á cả nhà. Để cá nhiều. Lấy cái chén ra ngoài. Được chưa? Lấy cái chén nhỏ. Chén này nó hả? Còn kho lâu vậy. Để đi cho nó thấm đi. Vô chế xong miếng nè. Ừ, con bỏ vô. Để nó đi. Ngoại ướp này. Ngoại ướp mực xào. Rồi, giờ mình cho giá vô. Rồi, con nhấn xuống xong con để cá vô luôn nha. Rồi để cá vô đi. Để cá vô. Nấu rồi. Để cá vô. Cười. Sôi vựng lên rồi để cá vô. Để này vô tắt lửa. Con để cá vô trước. Ừ, đúng rồi. Rồi. Ngon quá. Để miếng nước mắm nhĩ vô. Dạ, một xíu nước mắm cho ngon. Ngon quá. Để nước mắm vô cái thùng thức à. Dạ. Vừa chứ không có đặt. Vừa nước vừa cái. Rồi, cá kho bá cháy luôn. Quên nữa nè. Này có tính nha. Này có em bé nha. Thêm cái này nè sẽ chạy ra. Rồi, giờ mình tắt bếp được rồi. Một món xào nữa là mình ăn cơm. Nè, quay về nè nha. Còn dữ vậy. Còn sao kênh dữ vậy? Rồi quay đi. Quay ngoại bắt ngoại xào mà xào mực với leo. Leo lại. Vậy đó, vậy đó, quay cho hết luôn. Leo vô xào và xào xong. Chứ không đợi cái này mà nó chín á. Để như leo vô ngon. Thường thường người ta có xào quá là ta xào với leo trước. Xào với leo qua hai và qua nó xong để mực vô. Nữa cái này. Mực này như mực ngon này, mẹ ta nghe mùi rất thơm quá. Dạ, leo đuổi vô mực ra từ này. Chị gái thấy mực ngon á. Cái con mua, không biết làm gì. Về nhà thôi quá, có gì leo. Mua của cậu Hồng. Không, của chị Hạnh. Ra nước quá trời mẹ. Đấy là mẹ chụm như vậy là hạnh. Rồi. Mấy cái nước mực này chan vô chắc nước ngon lắm á. Mẹ thái ăn chan nước lát mấy cái chén múc nước ra. Bữa nay món nào cũng ngon. À không phải bữa nay nữa mẹ. Ngày nào cũng ngày có nào. Món ngon. Tự mình khen mình hả? Dạ. Không mà ngon thiệt. Không biết vị nhà mình ăn vậy chứ người khác thì sao chứ thấy ngon. Bữa nay mà nồi mực này ngon nè. Biết lý do gì ngon không? Sao mẹ? Mềm. Không có, mực nhiều. Đồ bỏ ít. Đồ bỏ ở nhà chỉ có 2 trái dưa leo thôi. Gắt miếng tiêu lên cho nó thơm. Làm chi, bởi vậy làm chi cho nó 2-3 món mất công. Rồi mình xin chào cả nhà. Tới giờ cơm. Rồi xong rồi cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mẹ xách đồ đây cho anh Chi qua nè. Hai đứa nó ngồi chặt. Chú ăn chút nữa. Rồi, xong ngồi ngay góc đó. Chị ngồi góc mà. Vậy bằng thì là bằng gì nè. Đừng có góc. Bằng góc. Rồi, thôi ăn đi. Chấm một chén muối ớt thôi. Hai trái ngon mọc ú nù mà dây nhỏ xíu. Chắc đi leo ăn được vài trái. Con hôm nay mưa quá mà không có vô phần. Con bưng cái này để về đây cho em gấp. Cá lóc là em thắng ăn rồi. Sao vậy? Xương. Để mẹ vẽ miếng cho nó. Sau nay nấu cà chua với dưa leo rồi. Cà chua với dưa leo rồi. Hôm nay ăn chung rồi. Nay ăn lộn rồi. Mình nghe nói là cà chua với dưa leo mình ăn 2 thứ một lượt là sẽ không có tác dụng. Mất tác dụng của 2 thứ luôn. Mà không biết sao. Cho nên bữa giờ nhà mình không ăn hai cái không có chung. Chứ hồi trước là cơm tấm là ăn cơm dĩa ta để cà chua với dưa leo đó. Mà giờ cũng có nhiều tiệm ta không có để chung 2 cái chung nữa. Để ăn cái thứ à. Không. Giá cho con nguyên khứa. Dạ. Bữa nay mẹ làm 3 món nào cũng ngon cho cái này. Cá này mua cái gì? Cá bóng. Tùm lum bóng nha không? Tùm lum. Kệ. Ăn mật. Chưa ngày gì? Hồi sáng vô chợ ai cũng ngồi em mua cá bóng hết. Em định đi về rồi. Em đi chợ nào? Em chợ Nhà Đài. Em định đi về rồi. Xong thế rồi suy nghĩ lại. Thôi rất có 2 món rồi. Cái quay lại nữa. Cái đó là sổ số. Bà nào là hên là được em mua. Em mua của bà nào? Bà chính giữa. Chính giữa bà nào? Cô Hồng, biết cô Hồng không? Biết cô Hồng. Cái... Không, ở ngoài đây nè, mé đường nè. Ở ngoài mấy ngoài hả? Vậy nào á? Nó vui. Mấy đó người ta kêu dữ lắm á. Người ta kêu gọi em dữ lắm. Nay trời sáng giờ không có nắng ui. Hôm nay về chính gì chút buồn. Sao? Thì hai nhờ thứ Bảy. Một tuần nhờ thứ Bảy về chính hồ bơi. Sáng nay về chút cũng nghỉ à. Trồng 10 mấy cây dưa leo, ăn được cây không? Rồi không còn trái nào non nữa, nhỏ nữa hả? Còn mấy trái mà dây nó nhỏ quá. Ăn mật đi. Đảo gì hoài luôn. Ai mà đi du lịch mùa này rồi thấp hợp. Mùa này là không nên đi du lịch. Ngay mùa hè. Mùa hè nghỉ học rồi mới đi. Bây giờ tuần trường rồi. Đi trời mưa mình di chuyển trên đường cũng thấy sợ. Cái hình lộn miếng da leo chẳng. Bữa nay thứ Tư đi biển Bà Đậm. Trời mưa tầm luôn. Bà Đậm vợ làm bờ kè đẹp chứ hả, như tấm tình vậy á. Bây giờ nước trong rồi. Anh đâu thấy gì người ta chơi đâu. Thì có biển đó. Tắm biển. Rồi làm mua mực, tôm lên ngồi ăn. Làm đơn giản, không có kiểu như trang trí gì, cũng không có khu nào mà nó đẹp đẹp vui vui gì. Có mấy giờ nó cắt mấy tầm giác không? Cắt rồi hả? Trên đó ở lại nữa. Chứ tắm biển giờ làm điện gió nữa. Biển đẹp đẹp thôi. Hồi đó băng đồ thổ đi 8-5 giờ đi làm mấy rồi nè. Tới dưới biển bà gì ở dưới Trà Vinh rồi với Bến Tre phải không, vừa hạt cái hết tắm đi chiều về. Cái hải sản đó.